Xin chào mọi người, đây là một cái người bệnh nhân liệt tai biến. Chú giới thiệu cho cháu một chút ạ. Chú tên gì chú? Nguyên. Chú bao tuổi rồi ạ? 55 tuổi. 55 tuổi. Chú bị tai biến này bao lâu rồi chú? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Thì khi mà bị tai biến thì chú bị tổn thương ở khu vực nào? Tay bây giờ không... Tay là không nắm được là? Nó không nắm thì nắm được. Nhưng mà có nắm chặt được không? Được. À, không nắm chặt được. Rồi, ok. Và nó bị cứng đúng không? Được. Rồi. Khi mà chú tai biến thì cái chân có vấn đề gì không ạ? Chân không bị ra. Chân không bị ra. Rồi, bây giờ chú đi lại giúp cho cháu. Ok. Dạ, vâng, đúng rồi. Vâng, rồi, ok. Ở đây đó, mọi người sẽ quan sát rất là rõ ràng. Đây là một cái người bệnh bị tai biến mạch máu não. Nó gây ra cái chứng liệt ở tay và chân. Và đặc biệt là cũng bị đúng bệnh luôn. Ok. Nhưng chú bị nhẹ, nên là mọi người sẽ thấy chú còn nói được, chú còn đi được và chú còn tự làm được. Ok. Chứ còn một cái người mà bị nặng đó, mọi người sẽ thấy cái thân bị tổn thương. Ok. Ở cái bài ngày hôm nay đó, thì em hướng dẫn cho mọi người là chúng ta làm cái chân. Ok chưa? Còn đối với cái tay đó thì sáng ngày mai chúng qua đây một lần nữa. Ok chưa? Đó. Thì mọi người sẽ thấy rằng là à, chúng ta làm rất là dễ và chúng sẽ biết ngay. Ok. Rồi, bây giờ xin mời chú nằm chúng ta cho xong. Đó, mọi người thấy cái chân nhấc cao lên đây. Nhấc chân cao lên. Đó, nhấc chân cao lên. Đó. Đây. Anh nhấc cao con chân lên, nhấc cao chân lên. Chị nhìn cái chân anh đi đó. Nhấc cao lên, đi thật bình thường. Như giờ đây đó, đúng rồi. Đấy, đúng rồi, đi như thế đi. Đó, đúng rồi. Một bước đi rất quan trọng. Đó. Đó, đúng rồi. Đó. Mọi người lưu ý nhé, khi bấm xong bắt buộc phải cho đi. Mình hay không thấy, cho đi. Ok, bởi vì đó, mình bấm để lưu thông máu và anh ấy đi nhé, thì hàng chục ngàn cái bơm trong cơ thể của anh nó sẽ tự hoạt động. Đó, thì khi mà nó tự hoạt động như vậy đó, thì nó lưu thông mới tốt. Và cái quá trình tự nhiên này nó mới giúp lưu thông cơ thể. Còn một mình chỉ là kích thích rồi thôi. Ok, không có thể nói. Đó, chân đúng rồi. 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 Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.